Mến chào các bạn đến với buổi tập của ngày thứ hai cùng với Kim Toàn trong chuyên đề 7 buổi tập mỗi buổi 30 phút chữa tất cả các bệnh liên quan đến cái bàn chân và khớp cổ chân của chúng ta. Bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh gút nhá. Rồi, các bạn có thấy rằng là Kim Toàn đang sử dụng cái đai bó gối đúng không ạ? Đây chỉ là hỗ trợ cho Kim Toàn tập luyện hiệu quả hơn. Lý do tại sao ạ? Có thể Kim Toàn thì không tổn thương gì cả, nhưng có các người, có rất nhiều người đấy đang tập cùng với Kim Toàn, đặc biệt trên kênh YouTuber này, các bạn đang tổn thương cái cổ chân, dẫn tới là các bạn phải sử dụng các cái trang thiết bị như thế này để giúp các bạn tập luyện nó hiệu quả hơn nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vừa tập và vừa tìm hiểu nhá. Động tác đầu tiên, thế lưỡi công ngồi này, thật thẳng người của mình lên. Kim Toàn sẽ cố gắng là tăng cái năng lượng của mình lên một chút. Các bạn có thấy rằng là cái điều bộ cử chỉ của Kim Toàn rất là linh hoạt đúng không? Để giúp các bạn tăng cái năng lượng của mình lên, tránh trường hợp là chúng ta làm sao ngủ, tập và vừa ngáp ngủ đấy, và cái hiệu quả đạp rất là thấp, nó không giúp chúng ta hưng phấn và tăng năng lượng của mình lên nhá. Rồi, thế lưỡi công ngồi từ từ duỗi người xuống, có thể là gập sâu và thật thoải mái nhẹ nhàng thôi, cứ xuống ở đến đâu hay đến đó nhá. Gập sâu người xuống. Bài của ngày hôm nay là bài thứ hai mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh gút nhá. Bệnh gút là một trong những bệnh rất là phổ biến ở thời kỳ hiện tại bây giờ. Và trước đây bệnh gút có tên là bệnh của vua và là vua của các loại bệnh. Bệnh của vua có nghĩa là làm sao? Có hai vế. Và là vua của các loại bệnh thì có nghĩa làm sao? Có nghĩa là vế thứ hai đúng không? Bệnh của vua có nghĩa là chỉ có những người làm vua thì mới có cái điều kiện để được bệnh gút. Và trước đây thì đúng là chả ai bị bệnh gút cả, đúng là chỉ có vua mới bị gút thôi. Tại vì vua mới có của ăn của đẻ thì mới bị gút chứ, đúng không? Mới ăn con quá nhiều thịt cá thì mới gút chứ. Nhưng bây giờ là kinh tế thị trường và người dân chúng ta rất là sung sướng, thực sự là sướng lắm đấy, sướng hơn các quốc gia khác rất là nhiều. Ăn uống thì rất là nhiều, thức ăn, vui chơi giải trí và các trang thiết bị công cụ nhiều vô cùng tận luôn. Các bạn có thấy rằng là chúng ta ở gần Trung Quốc, chính vì vậy mà tất cả những cái sản phẩm của Trung Quốc họ đưa sang cho đất nước chúng ta nó nhiều vô cùng tận và nó rất là rẻ đúng không? Chúng ta rất dễ dàng tiếp cận đến tất cả các công cụ giúp cuộc sống của chúng ta nó hạnh phúc hơn. Ví dụ như cái thảm chúng ta đang ngồi này, cái bó gối này, rồi làm sao? Cái sàn nhà bằng gỗ nhân tạo này, rồi cái rèm cửa này, rồi bóng đèn này, quạt trần này, ngay cả cái micro mà Kim Toàn đang làm sao đang thu âm cùng các bạn, cùng với những cái bộ quần áo trên người Kim Toàn, hầu hết tất cả những cái trang thiết bị này đều có đồ là của người Trung Quốc, đúng không? Không phải Kim Toàn thích hay là yêu gì Trung Quốc mà quảng cáo về Trung Quốc, mà đúng là chúng ta đang được hưởng cái quyền lợi rất tốt từ họ. Chúng ta chỉ việc trả một chút tiền thôi để có thể làm sao có được những cái công cụ trang thiết bị đấy phục vụ cho đời sống của chúng ta tốt hơn. Vậy thì những người bị gút là vua, có đúng không? Và rồi tại sao lại trở thành vua của các loại bệnh nhỉ? Tại vì khi các bạn mắc bệnh gút thì một loạt các bệnh khác nó sẽ ùa tới, một loạt các bệnh khác nhá, và các bạn trở thành vua của các loại bệnh, có nghĩa là rất là nhiều bệnh trong người. Có thể làm sao? Rối loạn thần kinh thực vật, cũng có thể làm sao? Bị suy giảm chức năng sinh lý hoặc là mất hoàn toàn. Cũng có thể làm sao? Tổn thương không chỉ là một ổ khớp mà là đa ổ khớp. Đa ổ khớp có nghĩa là rất nhiều các ổ khớp. Bài ngày hôm nay chúng ta đang tập trung vào cái cổ chân mà. Vậy thì sẽ có cái bệnh gút ở cái xung quanh cái bàn chân và cổ chân. Tuy nhiên thì có rất nhiều người gút cả ở khớp gối, nhiều người gút cả ở thắt lưng, nhiều người gút ở cả quả thận, chứ không phải riêng mỗi ở cái bàn chân không nhá. Rồi, vậy thì có rất nhiều các cái bộ phận là cũng bị gút cùng với cái bệnh ở cổ chân của chúng ta, hoặc là ở làm sao cái bàn chân hay ngón chân của chúng ta. Rồi, và rồi cái điều tiếp theo này, các bạn không biết tại sao nguyên nhân là mình phải bị bệnh gút nhá. Rồi buông lỏng nhổm dậy. Tư thế tiếp theo nhá, là tư thế đứa trẻ này, kéo chân nhá. Rồi kéo cao cái chân của mình lên, cố gắng này, kéo cao cái chân của mình lên. Được đến đâu hay đến đó, các bạn có thấy rằng là Kim Toàn đặt hẳn tới gương mặt của mình không? Làm tốt có thể kéo vượt về đằng sau. Các bạn có thể ôm qua cái cẳng chân này, đúng không? Cố gắng thẳng cái lưng của mình lên, có thể lắc lư thật nhẹ nhẹ cái lưng để nó dễ chịu và thoải mái. Bệnh gút nguyên nhân là do chúng ta ăn quá nhiều là đạm động vật trong một thời gian gió quá là dài, có đúng không? Và sau một thời gian quá là dài như vậy, các bạn ăn nhiều đấy, có thể là trong vòng vài năm, mỗi một ngày các bạn ăn thừa cái số lượng cho phép. Thì cái số lượng là bao nhiêu nhá, nó có công thức rồi, nó có khoa học rồi. Đó là mỗi 1 kg cân nặng, các bạn cần ăn tối thiểu 1 gram đạm một ngày. 1 gram đạm ở đây không phải là 100 gram, là một lạng đâu, mà chỉ là 1% của 1 gram đạm, của 100 gram đấy. Có nghĩa là một lạng thịt thì chúng ta lại làm sao cứ nghĩ là ăn 1 gram có nghĩa là 1% của một lạng thịt. Không phải nhá, mà là chúng ta ăn một lạng thịt 100 gram đó vào người, chúng ta sẽ có được bao nhiêu gram đạm. Tại vì cái thược thịt đó chúng ta ép ra thành nước hết rồi, thành bã hết rồi, nó cũng giống như ruốc đấy. Một lạng ruốc tươi, một lạng thịt tươi và ép ra, liệu có được một lạng ruốc không? Và một lạng ruốc cho chúng ta ăn vào nó phải tiêu hóa và chuyển hóa bao nhiêu, và hấp thụ được 1 gram không? Có đúng không? Thì đấy mới là 1 gram nhá. Rồi,
Và cái công thức là tối thiểu 1 gram. Còn trong trường hợp mà chúng ta tập yoga cùng với Kim Toàn này, mỗi ngày tập 1 tiếng một cái bộ môn gì đó không cần biết, thì chúng ta sẽ ăn thêm tầm khoảng 0,5 gram, có nghĩa là nửa gram. Thì giả thiết bây giờ chúng ta là 60 kg và chúng ta ăn tầm khoảng 1,5 gram đạm một ngày. Vậy thì chúng ta ăn cần bao nhiêu gram đạm một ngày nhỉ? 90 gram, đúng không? 60 cân là 60 gram rồi, cộng mới 0,5 gram cho 60 kg nữa là 90 gram đạm một ngày. Có nghĩa là chúng ta ăn cái gì không cần biết, miễn là động vật thực vật. Rồi bình tĩnh nhá, duỗi thẳng cái chân trái của mình lên, kéo sát vào trán. Mỗi động tác chúng ta sẽ giữ nhiều thời gian và lâu lâu một chút thì cái tác dụng nó mới lớn và cái kết quả nó mới đến nhanh. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta cần ăn khoảng tầm 1,5 gram đạm trên 1 kg cân nặng. Nhưng ở đây thì không ai biết cái con số này cả, các bạn có được học tập đâu. Một phần vì đúng là chúng ta sống ở trong cái môi trường nó rất là xa xôi hẻo lánh so với những thành phố lớn. Và một phần là chúng ta cũng lười nữa. Và một phần là chúng ta không may mắn là không được tiếp cận và gặp gỡ những cái người bạn giống như Kim Toàn. Thành ra là các bạn không có cơ hội để có thể đưa những cái kiến thức đó vào người. Có đúng không? Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau và chúng ta trao cho nhau những cái kiến thức mà Kim Toàn được biết, cũng như là các bạn trao cho Kim Toàn cái cơ hội để được chăm sóc các bạn. Vậy thì tận dụng cái cơ hội này, đây là một cái duyên tốt. Và chúng ta ai biết nắm bắt thì nó trở thành là duyên tốt thực sự nhé. Và rồi cái công thức mà Kim Toàn chia sẻ tiếp tục thì các bạn tự rộng sử dụng và ứng dụng vào mình, chắc chắn là sẽ đem lại những cái kết quả vô cùng tuyệt vời để có thể chữa khỏi được hoàn toàn cái bệnh gút của các bạn mà không cần dùng tới một viên thuốc nào cả. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời như vậy thì tội gì chúng ta không làm và không thử, đúng không? Có mất cái gì đâu, không mất tiền, không mất công sức gì cả, cũng chẳng mất một cái gì hết nhá. Rồi bình tĩnh hạ xuống. Tiếp tục này, thẳng cái lưng của mình lên. Có thể là đau nhá, đúng không? Rồi, duỗi thẳng chân về trước, thoải mái này, kéo gập người về trước, rất là dễ thôi. Rồi thẳng nhá, càng tĩnh càng chắc càng tốt, càng tĩnh càng chắc thì càng hiệu quả. Thật tĩnh nhá. Rồi, vậy thì cái công thức là chúng ta đã biết là 1,5 gram đạm trên 1 kg cân nặng, nhưng phải là tiêu hóa vào rồi nó ra được, chứ không phải là ăn 90 gram đạm, có nghĩa là chưa đến một lượng thịt cá một ngày thì có mà teo cơ chết mất, có đúng không? Nó giống như là ruốc ép vừa rồi Kim Toàn chia sẻ ở đây, có đúng không? Nhưng ở đây thì chúng ta không biết rằng là mình đang hấp thụ được bao nhiêu. Rất nhiều người ăn không hấp thụ nhá, có thể là ăn 100 gram vào người nhưng mà chỉ hấp thụ được 50 gram thôi, vậy là chuyển hóa ở mức bình thường, trung bình. Còn rất nhiều người ta ăn ít cũng béo đấy, ăn ít cũng khỏe mạnh đấy, là người ta hấp thụ được nhiều, có đúng không? Và rất nhiều người làm sao ăn rất nhiều nhưng mà không hấp thụ, gầy, yếu, vậy thì là hấp thụ kém. Chúng ta thì chẳng biết là mình hấp thụ tốt, hấp thụ bình thường hay là hấp thụ kém, có đúng không? Và chúng ta cũng chẳng biết là ăn bao nhiêu cho nó đủ, cứ ăn thì thấy nó ngon miệng thì ăn nhiều hơn. Ở đây thì rất nhiều anh bị gút lý do là còn uống rượu. Chính vì trong cái lúc của các bạn uống rượu nó vui miệng đấy, các bạn ăn rất là nhiều thêm, ăn nhiều lắm và ăn thừa ra không biết là bao nhiêu. Có thể là mỗi ngày chúng ta cần khoảng tầm 1,5 gram thôi, nhưng chúng ta lại ăn đến 4,5 gram. Ăn đến 4,5 gram cộng với làm sao, do chúng ta uống rượu và nó chuyển hóa tốt hơn, nó hấp thụ triệt để tốt hơn, dẫn tới là làm sao nhỉ? Chúng ta lại hấp thụ được thừa 5, 7, 10 lần. Và chắc là chỉ nhiều lắm là 2 năm thôi nhá là các bạn đã bị gút rồi. Thôi buông lòng, nhổm dậy thật chậm rãi thôi, có chân lại. Tiếp tục đổi chân này, duỗi chân phải về trước, rồi kéo căng, gập sâu người của mình xuống nhá. Càng căng càng chắc, càng chặt chẽ càng tốt. Đúng rồi, càng tĩnh càng tốt. Và rồi những cái triệu chứng đầu tiên của bệnh gút nó gây ra nhá, đó là các cái cơn đau ở ổ khớp. Vừa rồi là cái nguyên nhân gây bệnh, đúng không? Vừa rồi nguyên nhân đấy, lý do là gây bệnh đấy. Thì bây giờ đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta bị tổn thương ở các ổ khớp, và đặc biệt là các cái đầu ngón chân, có thể là ngón chân cái, cũng có thể là cạnh ngoài của ngón chân út. Cái cơn đau rất là đau và nó làm cho cái khớp ngón chân của chúng ta bị biến dạng. Lý do là các cái tinh thể acid uric nó tích tụ ở đấy quá là nhiều và nhiều hơn bình thường. Nó mọc ra giống như cái chùm gai đấy. Thì ở đây các bạn ai đó mà ở độ tuổi tầm khoảng trên 40 tuổi thì sẽ biết cái cây gai bồ kết. Cái cây bồ kết bây giờ thì rất là hiếm, có lẽ gì họ chỉ trồng ở trên rừng thôi, hoặc là ở các cái tỉnh thành còn có đồi núi nhiều thì họ trồng cái cây bồ kết đó. Còn ở dưới xuôi hoặc là những cái thành phố lớn thì có lẽ là họ chặt hết cái cây đó đi rồi, nó chẳng đem lại cái tác dụng gì cả. Đồng thời cái gai của nó trông nguy hiểm lắm, trẻ con mà đi va vào thì chắc là xuyên cho thì toi. Cái gai nó dài cả đến cả gang tay và mọc cả chùm gai, có đúng không?
thì các cái tinh thể axit uric ấy nó được làm sao? Được cơ thể của chúng ta hấp thụ được từ trong thịt, cá và các loại nội tạng động vật, dẫn tới là thừa nhiều quá, đào thải không hết và nó tích tụ lại những ổ khớp nó mọc ra. Cứ mỗi ngày nó mọc nó giống như cái gai bồ kết ấy, và nó chọc vào da thịt của chúng ta. Đồng thời nó cũng sùi lên giống như cái tổ mối đấy. Các bạn hình dung là cái tổ con mối và cái tổ con kiến ấy, xem cái phim Thế giới động vật, hoặc là giống như đơn giản là chỉ là cái cục đất thôi. Nó cứ ùn lên đấy. Thì đó là những cái gì ạ? Những cái chất độc hại có từ trong thịt cá mà chúng ta ăn không hết, không hấp thụ hết, nó dẫn tới là nó tích lũy ở đó và nó làm cho biến dạng toàn bộ cái ngón chân cái hoặc là ngón chân út của chúng ta đi, đúng không? Buông lỏng nhổm dậy. Và rồi thì nó sùi ra giống như cái củ giềng đấy. Các bạn ở đây có ai biết cái củ giềng không nhỉ? Rồi nâng cái chân phải của mình lên, kéo sát vào trán nhá. Cái củ giềng mà chúng ta hay dùng để kho cá đấy, hay để nấu giả cầy và hay để là ăn thịt chó, có đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận thấy rằng là cái cơn đau đấy nó không chỉ tác động vào xương khớp nữa, mà do làm sao cái xương của chúng ta nó sùi ra, nó mọc, nó chọc vào dây thần kinh. Vậy thì cái cảm giác đau, chúng ta có cả ba cảm giác đau nhá, và đấy chính là vua của các loại bệnh, có đúng không? Làm gì có cái bệnh gì mà có đến cả ba cơn đau, chỉ có bệnh gút mới có cả ba cơn đau thôi. Và cơn đau thứ nhất này là da thịt của chúng ta bị chọc bục, có đúng không? Cái cơn đau thứ hai là cái dây thần kinh của chúng ta bị chọc vào viêm hoặc là bục. Và cái cơn đau thứ ba là cái cảm giác cài mắc từ trong các cái ổ khớp. Đấy chính là vua của các loại bệnh. Vậy thì chúng ta đã biết tới là gì ạ? Cái triệu chứng của bệnh gút. Từ đây thì chúng ta có thể tổng kết lại bệnh gút là gì rồi, đúng không? Bệnh gút chỉ là đơn giản là một cái trạng thái, là một cái tình trạng mà cơ thể của chúng ta thừa các độc tố tích tụ được từ trong thức ăn, thực phẩm, động vật gây ra. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Càng đơn giản và càng thuần túy thì chúng ta càng dễ nhớ, tránh trường hợp mà chúng ta sử dụng quá nhiều từ chuyên ngành nhé. Rồi, vậy thì bây giờ giải pháp đưa ra là cái gì? Sau khi biết được rồi, đúng không? Rồi bình tĩnh nhá, gác cái chân phải sang bên. Giải pháp đưa ra là làm sao để có thể chữa khỏi được cái bệnh gút. Và tự động cái bệnh gút khỏi thì các cái bệnh liên quan đến khớp cổ chân nó sẽ tự khỏi. Và đặc biệt ở đây là có rất nhiều người nhá, vừa gút vừa gai gót chân, combo hai bệnh, có đúng không? Rất là tệ. Cơn đau nó còn dữ dội và nâng cấp hơn rất là nhiều lần. Thì Kim Toàn có thể liệt kê ra mỗi một ngày một buổi tập, và mỗi một buổi tập sẽ kể một chuyện, một bệnh ở bàn chân, cổ chân và khớp chân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào bệnh gút thôi nhé. Buổi sau Kim Toàn lại chia sẻ về bệnh vẹo ngón chân cái. Buổi sau Kim Toàn chia sẻ về bàn chân bẹt. Buổi sau thì Kim Toàn lại chia sẻ về lật khớp cổ chân, hay còn gọi là giãn dây chằng, đứt dây chằng. Và buổi sau nữa thì Kim Toàn lại chia sẻ về gai gót chân, đúng không? Có nghĩa là ở trong cái cổ chân của chúng ta có rất nhiều bệnh, và cứ dậu đổ bìm leo thì cuối cùng chúng ta thái hóa cả khớp cổ chân nữa. Và rất nhiều bệnh ở khớp cổ chân như vậy thì sẽ rất làm sao, tốn cực kỳ nhiều sức khỏe và nguồn lực, dẫn tới là chúng ta không đủ sức để mà chữa trị, chỉ điều trị nhé. Giả thiết cho bây giờ cái tài nguyên trong cơ thể của chúng ta nó chỉ có là 10 triệu đồng thôi, và để chữa được một bệnh thì chúng ta mất 8 triệu, có nghĩa là chỉ còn dư lại 2 triệu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cả 5 bệnh như vừa rồi, 5 bệnh nhé, vậy thì chúng ta cần được bao nhiêu ạ? Mỗi bệnh là 8 triệu, 8 năm là 40 triệu, nhưng trong khi đó chúng ta chỉ có 10 triệu. Vậy thì mỗi bệnh nó sẽ chữa cho chúng ta một chút xíu thôi, và rồi chúng ta chẳng bao giờ khỏi được cái bệnh nào cả. Nó cứ tái đi tái lại, đau đi đau lại, đỡ một vài hôm sau lại đau, mỗi vài hôm lại đau thì rất là thiệt thòi. Rồi hạ chân của mình xuống, tiếp tục này, xoay người sang bên trái, duỗi cái chân phải về sau, nằm xuống, thế lưỡi câu ngồi nhá, hay còn gọi là thế con công. Rồi thật thoải mái, thật thư giãn này. Vậy thì giải pháp đưa ra là cắt bỏ, kiêng hoặc là triệt để cắt hoàn toàn những cái món sau đây, những cái món ăn sau đây nhá. Thứ nhất là thịt đỏ, tất cả những loại thịt con động vật 4 chân. Thứ hai là nội tạng của tất cả mọi con vật, bao gồm cả động vật 2 chân và động vật 4 chân, đúng không? Và thứ ba là cánh và cổ của tất cả những loại động vật 4 chân và 2 chân. Vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tự tổng kết rồi nhá. Cắt bỏ hoặc là kiêng ăn hoàn toàn tất cả đạm của động vật 4 chân, có nghĩa là thịt của động vật 4 chân, và cắt bỏ hoàn toàn nội tạng của động vật 4 chân và động vật 2 chân.
cắt bỏ hoàn toàn cổ, cánh của động vật hai chân và bốn chân. Vậy thì chúng ta chỉ còn ăn được thịt của động vật hai chân thôi, có nghĩa là thịt trắng. Thịt trắng nhá. Và các bạn có nhận thấy rằng là người nước ngoài đấy, đặc biệt là các nước tiên tiến đấy, hoặc là chẳng phải nước tiên tiến đâu, bây giờ đất nước chúng ta cũng tiên tiến rồi, và những cái bạn tập gym ấy, bạn toàn ăn ức gà thôi, có đúng không? Thịt đỏ họ bỏ, lý do chúng ta ăn thừa thì mới bị bệnh gút chứ, đúng không? Vậy thì cắt đi thì tự động nó sẽ khỏi thôi, có sao đâu. Cần gì phải ăn, ăn để bệnh thêm thì ăn làm cái gì. Và Kim Toàn cũng có những người bạn đang bị gút như vậy nhé, dẫn tới là bị thoát vị và bị gai khớp gối và làm sao bị bong gân cổ chân. Từ một bệnh gút mà ra rất nhiều bệnh lặt vặt như vậy. Vậy thì chỉ cần chữa mỗi bệnh gút, các bệnh khác sẽ tự khỏi nhé. Cũng giống như là chúng ta đánh rắn ấy, đúng không? Phải đánh vào đầu nó. Hoặc là chúng ta muốn làm sao ra chiến trường giết địch thì phải bắt được chủ tướng, có đúng không? Chứ không phải là cứ hôm nay bắt đứa này mai bắt đứa khác thì mệt lắm, không có thời gian đâu. Rồi buông lỏng nhồm dậy. Tiếp tục này. Dựng cái cẳng chân trái của chúng ta lên. Đè hông. Động tác rất là đau và mỏi và lập tức, đúng không? Tuy nhiên thì buộc phải cố gắng thôi. Bản thân Kim Toàn cũng đang tập cùng với các bạn, đang chia sẻ kiến thức. Các bạn chỉ việc tập theo thôi, có khó gì đâu. Không khó, đúng không? Rồi, vừa rồi chúng ta đã biết được cái giải pháp rồi, đúng không? Giải pháp thứ nhất là cắt hoàn toàn những cái món ăn mà Kim Toàn vừa liệt kê ra như sau đấy. Cái giải pháp thứ hai là các bạn buộc phải tập luyện. Lý do là phải tập luyện thì các bạn biết rồi đấy ạ. Tại sao mà những cái bài tập của yoga có đến cả nhiều ngàn năm nay mà bây giờ vẫn còn có tác dụng? Thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi về cái việc là nó đúng hay là sai, nó tốt hay xấu nữa. Thời gian đã kiểm chứng chứng minh rồi, không cần phải thắc mắc làm gì nữa cho nó mất thời gian ra, đúng không? Chúng ta có cố gắng chứng minh rằng nó sai, nó không đúng thì chỉ là cứng miệng thôi. Chứ còn thời gian đã chứng minh đến tận thời điểm bây giờ vẫn còn có tác dụng thì không cần phải nghĩ ngợi về cái việc nó tốt hay không tốt nữa. Chắc chắn là rất tốt rồi. Cái thời gian chúng ta nghi ngờ thì đi làm những cái việc khác nó có giá trị hơn, có đúng không? Và tác dụng của việc tập luyện nó sẽ giúp các bạn làm sao? Làm mạnh tất cả những cái cơ quan trong và ngoài cơ thể của chúng ta lên. Kích hoạt tất cả những cái sức khỏe đang ngủ quên ở trong người chúng ta. Kích hoạt tất cả những cái bộ phận bảo vệ, chăm sóc cũng như làm sao? Bảo dưỡng cái cơ thể của chúng ta, nó sống lại, nó kích hoạt mạnh hơn để nó tìm và tiêu diệt các cái tế bào độc hại trong cơ thể, cụ thể là hệ bạch huyết của chúng ta. Rồi đè gối nhá. Và một cái nhà máy thuốc ở trong cơ thể chúng ta, đó là các cái tuyến tạo ra hormone, thì đấy chính là những cái nhà máy thuốc nhá. Còn những cái vị bác sĩ, những cái vị công an ở trong cơ thể của chúng ta là hệ bạch huyết, là các tế bào bạch cầu đấy. Nó giúp cơ thể chúng ta làm sao? Tìm và tiêu diệt tất cả những cái loại vi khuẩn, những cái cơn bệnh mà gây tổn hại cho cơ thể của chúng ta. Và rồi cơ thể của chúng ta tự động từ từ hồi phục lại nhé. Có thể Kim Toàn sẽ nói sai, nói chệch một tí, nhưng đây là cái cơ hội để chúng ta kết nối với nhau. Kim Toàn lưu ý với các bạn nhé. Kim Toàn nhiều khi sẽ cố tình nói sai ra một chút về các thứ chuyên môn, ngành dọc, ngành ngang, để đây là cái cơ hội để chúng ta kết nối với nhau. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Căng, chắc và thật chặt chẽ nhá. Và sau khi mà các bạn tìm được cái giải pháp thứ hai là tập luyện đấy, thì cái giải lại quay lại cái giải pháp đầu, và chính là cái giải pháp quan trọng nhất. Và chúng ta có hẳn một cái từ khóa là vạn bệnh từ miệng mà vào, họa từ bệnh mà ra. Vậy thì rõ ràng là cái bệnh gút nó liên quan rất là nhiều và chặt chẽ tới cái việc mà chúng ta sử dụng sai cái thực phẩm. Chỉ cần cắt được những cái thực phẩm độc hại thì tự động bệnh gút nó đã hồi phục rồi. Và cộng thêm là chúng ta làm sao sử dụng thêm cái công cụ là bài tập yoga, đôi khi còn sử dụng thêm cả thuốc, đúng không? Thì cách hồi phục của nó cũng như là cái gia tốc hồi phục rất là cao, có thể là chỉ một vài ngày đã đạt được cái hiệu quả rất là bất ngờ rồi. Rồi chống tay trái với xong, thế con rắn thật thoải mái nhá, thả lỏng cái lưng của mình ra, buông lỏng thắt lưng và dựng hai cái bàn chân lên chắc chắn rồi. Rồi càng tĩnh càng tốt, càng chặt chẽ thì càng hiệu quả và càng tốt nhá. Tĩnh, chắc và thật chặt chẽ. Tĩnh, chắc và thật chặt chẽ, đúng rồi. Tĩnh chắc chặt chẽ, tĩnh chắc chặt chẽ, tĩnh chắc thật chặt chẽ, đúng rồi. Thật tĩnh, thật chắc, thật chặt chẽ. Rồi. Và cái giải pháp cuối cùng chính là cái giải pháp quan trọng cũng chả kém, đó là tất cả những cái thói quen mà tạo ra cái bệnh của chúng ta. Không chỉ là từ thức ăn nhé, mà tất cả các thói quen. Thì ở đây Kim Toàn biết rằng là có rất nhiều nam giới, đa phần nam giới là bị bệnh gút là chính, chứ nữ giới không bị bệnh gút nhiều đâu. Nữ giới họ ăn thịt cá vừa phải lắm. Một phần là họ cũng không thích ăn nhiều thịt cá, và một phần nữa là họ không uống được rượu. Chính vì vậy mà họ không ăn được nhiều,
đúng không? Họ chỉ ăn được cái phần nhất định thôi. Chứ chúng ta mà ăn vã thịt cá thì cũng chẳng ăn được nhiều đâu. Nhưng do là nam giới hay uống rượu thành ra là ăn được nhiều hơn bình thường nhá. Và cái thói quen của chúng ta là thói quen nhậu, một thói quen rất là độc hại mà toàn bộ người Việt chúng ta hầu hết đều mắc phải. Hầu hết đều mắc phải nhá. Và dân tộc chúng ta có một cái từ khóa rất là thú vị. Làm ăn, làm ăn, ăn chơi, ăn ở, tất cả mọi thứ đều có chữ ăn dính ở đằng sau, đúng không? Đều có thứ ăn hết. Tất cả mọi thứ đều có chữ ăn dính vào sau cái từ đó. Và rồi thì chắc chắn là tất cả mọi thứ đều có liên quan đến ăn. Có thể là làm sao nhỉ? Đi du lịch cũng ăn, đi làm sao? Đi lễ, đi chùa cũng ăn, đi vui chơi cũng ăn, đi học cũng ăn. Cái gì đi cũng kèm ăn. Và phải có ăn thì mới vui. Và cái thói quen ăn nó gắn liền với cái đời sống kinh tế xã hội của chúng ta từ rất lâu rồi. Một phần vì là đất nước chúng ta mới phát triển và mới có của ăn của để như bây giờ. Thành ra là mọi người thích ăn lắm, cực kỳ thích ăn luôn. Có cảm giác như là trước đây mình chưa được ăn ngon như thế này, và bây giờ mình thèm lắm. Cái gì mình cũng có thể ăn được, mà đồ càng ngon thì ăn được càng nhiều. Và đúng là vua của các loại bệnh, và là bệnh của vua nhé. Và bây giờ người dân của chúng ta đúng là sướng chẳng kém gì vua đâu. Vua ngày xưa làm gì có quạt trần mà quạt, làm gì có làm sao có cái sàn gỗ công nghiệp này mà ở, làm gì có cái rèm mà che nắng như thế này, đúng không? Làm gì có các trang thiết bị mà chúng ta đang dùng này, điện thoại, iPhone, TV, xe máy, ô tô để mà dùng đâu. Sướng hơn cả vua, đúng không? Ngoài kia có các quốc gia khác rất là nghèo, rất là lạc hậu. Và thậm chí là các cái tỉnh thành mà chúng ta đang sống bây giờ đấy, ở ngoại thành hoặc là các tỉnh thành vùng núi xa xôi hải đảo, họ cũng làm gì có nhiều thực phẩm ăn để đến bị bệnh gút, đúng không? Không có nhá. Rồi thì chó giúp mình nâng người lên đè về, duỗi thẳng hai chân này, duỗi thẳng cả gót chân và bàn chân, cố gắng sao cho để áp sát cái trán của mình xuống thảm. Và giữ thật tĩnh nhá, không cần vội vàng gì đâu, chỉ cần giữ tĩnh thôi. Vậy thì cái giải pháp cuối cùng cũng chính là cái giải pháp rất là quan trọng, đó là thay đổi cái thói quen xấu của chúng ta, có đúng không? Và rồi thì từ từ cái căn bệnh của chúng ta nó sẽ tự động hồi phục dần dần nhá. Và hiện tại thì Kim Toàn đang chăm sóc rất là nhiều người bị bệnh gút, đa phần là nam giới thôi, cực kỳ nhiều luôn. Và tất cả nam giới đều có vấn đề liên quan đến thoái hóa đa ổ khớp. Có nghĩa là ban đầu thì chúng ta có thể chỉ bị ở khớp gối một chút xíu thôi, hoặc là bị cái ngón chân cái, hoặc cũng có thể là bị ở ngón tay cái, hoặc là bị cả tất cả các cái đầu chi của bàn tay. Tất cả các đầu chi là tất cả các ngón của bàn tay, thậm chí là đến cả cái khớp cổ tay. Đó, tay chân nó cứ sùi sùi dần lên, nó giống như cái củ riềng đấy, có đúng không? Củ rong, củ róc, củ riềng đấy. Và rồi thì cứ ngày 1, ngày 2 các bạn này làm sao không biết là rằng là mình ăn thừa đạm, và cũng chẳng biết là mình ăn thừa bao nhiêu, cũng chẳng biết là mình cần thay đổi những loại đạm nào, dẫn tới là dậu đổ bìm leo. Ban đầu chỉ đơn giản là tổn thương ở các cái ổ khớp đầu chi thôi, lâu dần dẫn tới ổ khớp gối, lâu dần dẫn tới là các đốt thắt lưng, lâu dần dẫn tới là các đốt sống cổ, và lâu dần dẫn tới là cả cái quả thận của chúng ta bị hỏng. Vậy thì cực kỳ là thiệt thòi nhá. Duỗi thẳng người ra, bước cái chân phải của mình lên này, gác ngang chiều dài của thảm thì con công. Động tác chúng ta chỉ cần đổi bên thôi. Trong trường hợp không thể gác ngang được cái cẳng chân chiều dài của thảm thì các bạn có thể co vào lòng một chút xíu, rồi nằm xuống, áp cái má của mình xuống thảm. Kim Toàn nó xoay về phía trước để tương tác với các bạn nhiều hơn nhá. Giữ thật tĩnh và thật chắc nhá. Thật tĩnh và thật chắc, thật thoải mái, thật tĩnh và thật chắc. Đúng rồi, tĩnh, chắc, thoải mái. Kim Toàn có mấy anh bạn nhé. Và ban đầu cũng chỉ đơn giản là anh ấy có cái công việc mà phải đi làm về muộn. Và thường là tầm khoảng 9 giờ anh mới ở nhà, 9 giờ tối nhé, có nghĩa là 21 giờ. Và anh ấy ăn rất là muộn. Trong khi đó thì anh ấy lao động và làm việc tất cả mọi thứ ở ngoài, chỉ có bữa tối là ăn ở nhà thôi, và 9 giờ mới ăn. Thì mỗi một bữa anh ấy ăn tầm khoảng nửa cân cho đến 7 lạng thịt bò. Anh rất thích là ăn thịt bò luộc lên xong rồi để khô, xong sau đó chấm mắm gừng ấy, ngon lắm. Anh bảo ngon lắm. Nhưng mà mỗi lần anh mời Kim Toàn đến ăn thì Kim Toàn chắc chỉ ăn được tầm 1/5, 1/6 của anh ấy thôi. Có nghĩa là ăn nhiều lắm thì được khoảng tầm hơn lạng, đúng không? Anh ăn được 7 lạng thì mình ăn được tầm hơn lạng. Nó nhọc lắm rồi, mệt và không ăn được nữa. Và Kim Toàn luôn luôn nhắc nhở anh rằng là ăn muộn mà lại ăn nhiều như này đấy thì khả năng bị gút rất là cao. Kim Toàn cũng không cam kết được anh ấy ăn được bao nhiêu bữa một ngày,
mà lỡ nói nhiều quá thì anh ấy không mời mình đến ăn thì sao? Anh dỗi thì sao? Bạn bè chơi với nhau, anh em chơi với nhau thì mình cũng nhắc nhở thôi, chứ mình không thể làm sao chen vào cuộc sống của người ta được. Và người ta thích ăn hay không là cái chuyện của người ta, đúng không? Và đúng là sau khoảng hơn 2 năm một chút thì là anh ấy bị gút. Ban đầu chỉ là bị gút thôi nhá, có nghĩa là làm suy giảm cái chức năng sinh lý. Và hầu hết những người bị gút ấy là làm sao? Hỏng cái bộ phận sinh dục. Nữ giới cũng bị hỏng nhá, mà nam giới thì mất cái khả năng cương cứng. Có nghĩa là đang bình thường thì nó cương cứng, nhưng đùng một cái nó lại oặt ra cái đột xuất, và nó dẻo luôn, khởi động lại từ đầu cũng không được. Không được luôn nhá. Vậy thì rõ ràng là bị làm sao? Suy cả cơ tạng và suy đa tạng. Vừa rồi là suy cái tạng gì nhỉ? Thận. Và chắc chắn là thận suy thì sinh lý yếu rồi, cần gì phải bàn cãi nữa đúng không? Bộ phận sinh dục là hỏng rồi. Và đó là cái mức độ mà thứ hai anh bị, là bắt đầu hỏng làm sao? Cơ quan sinh dục ít nhiều. Tuy nhiên thì cũng do cái thời gian nó làm sao, công việc của anh ấy nó quá vội vã. Rồi chống tay nhổm dậy. Nó phải như vậy thì mới có tiền. Thành ra là anh ấy không thay đổi được. Và dẫn tới là một thời gian sau, khoảng 2 năm sau, thì bắt đầu anh ấy bị thoát vị. Có nghĩa là bị thoát vị. Thoát vị ở đốt thắt lưng. Thì anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là mình bị sút lưng một vài lần. Thì Kim Toàn có cái chuyên đề nói cũng như là chia sẻ rất rõ về cái bệnh thắt lưng nhá. Thì các bạn có thể tìm ở trong cái phần danh sách phát của kênh của Kim Toàn, thì có hẳn cái chuyên đề về bệnh thoát vị thắt lưng nhá. Và cái cách để chữa khỏi bệnh thoát vị thắt lưng rất là đơn giản và rất là hiệu quả. Và rất nhiều người đã đang tập và đạt được cái hiệu quả cực kỳ tích cực. Các bạn hoàn toàn có thể hỏi họ ở trong những cái comment mà họ chia sẻ trong cái kênh của Kim Toàn nhé, trong cái mô tả của chính xác ở trong cái video đó đấy. Rồi, và rồi sau một thời gian ấy, thì cái tình trạng thoát vị của anh ấy không những không hồi phục mà còn nặng thêm. Có nghĩa là anh ấy đang bị làm sao, bị gút mà dẫn tới cái bệnh đó, làm cho cái quá trình phục hồi cái bệnh thắt lưng nó rất là chậm, thậm chí là còn tăng nặng lên. Và bệnh gút thì vẫn ở đó, suy thận thì vẫn ở đó, và kèm thêm bệnh thoát vị đốt thắt lưng. Vậy thì rõ ràng là từ một bệnh gút rất là nhỏ, từ ngón chân út, ngón chân cái, mà bây giờ theo thời gian 5-7 năm sau nó đã trở thành bệnh gì nhỉ? Thoát vị đốt thắt lưng. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu xem nguyên nhân của bệnh thoát vị đốt thắt lưng của mình có phải là do gút hay không. Chúng ta phải lật đi lật lại, có đúng không? Chúng ta là người tiêu dùng thông minh. Cũng giống như là buổi trước Kim Toàn có một em tầm khoảng 29 tuổi, rồi đè gối, duỗi thẳng cái chân phải của mình ra nhá. Em ấy bị mất ngủ và em ấy bị rối loạn cường dương. Thì Kim Toàn có hỏi rằng là do em bị rối loạn cường dương mà em mất ngủ, hay là em mất ngủ mà bị rối loạn cường dương? Thì sau khi Kim Toàn hỏi thì em mới giật mình ra, em bảo khi thầy hỏi thì em mới phát hiện ra, thầy ơi, hình như là em bị hai bệnh cùng một lúc. Vậy thì có nghĩa là suy ra nhé, 29 tuổi mà bị hai bệnh cùng lúc như vậy thì chứng tỏ là em đang trải qua một cái biến cố gì đó khá là lớn trong cuộc đời. Có thể là về tâm lý, cũng có thể là về tiền bạc, cũng có thể là về làm gì ạ, sức khỏe, thì mới có thể bị mất ngủ ở cái độ tuổi 29 chứ. Chứ người bình thường làm sao mất ngủ được. Trên đời này không có một thứ gì làm cho chúng ta mệt mỏi, không có một thứ gì nhé, ngoài tiền và tình. Không có một thứ gì cả làm cho chúng ta mệt mỏi và lo âu ngoài tiền và tình. Vậy thì Kim Toàn có thể tổng kết ra rằng là có thể em đấy là thiếu tiền, dẫn tới là các cụ có câu là tiền hết tình tan ấy. Hoặc là cũng có một chút tiền nhưng mà có tổn thất về tình cảm, dẫn tới là làm sao, cơ thể bị hỗn loạn, căng thẳng và suy stress, mất ngủ và rối loạn cường dương. Vậy thì bây giờ chẳng nhẽ chúng ta lại đi làm sao chữa bệnh rối loạn cường dương à? Không giải quyết được vấn đề đâu. Hoặc là chúng ta làm sao chữa bệnh mất ngủ à? Có giải quyết vấn đề gì đâu. Thôi thu chân lại. Thế anh Hùng quỳ nhá, cố gắng này, cái khớp cổ chân, úp cái mu bàn chân của mình xuống. Đúng rồi, động tác cuối của buổi tập ngày hôm nay. Chúng ta phải bắt được gốc của bệnh. Và khi bắt được gốc của bệnh rồi thì chúng ta mới xử lý được phần ngọn. Và phần ngọn cho dù có không xử lý chăng nữa thì nó cũng tự động là hồi phục, cũng tự động là làm sao khỏe dần lên theo thời gian, có đúng không? Vậy thì rõ ràng là cái bệnh gút của chúng ta không phải là chúng ta bị gút, cũng không phải là làm sao chúng ta làm sao nhỉ, chúng ta bị suy thận dẫn tới gút, cũng không phải là chúng ta già mà dẫn tới bị gút, mà là do chúng ta ăn quá nhiều cái đạm động vật. Nhưng nguyên nhân chính sâu xa ở đây không phải là do chúng ta ăn nhiều, mà là do cái thói quen ăn nhiều của chúng ta. Chúng ta thích nhậu, buổi tối đến là phải nhậu, làm sao là phải có bạn. Bây giờ giả thiết như các bạn cứ ăn thử một mình xem, Kim Toàn khẳng định là cái lượng nhậu nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Không ai có thể uống rượu một mình mà say quắc được gần câu rồi đâu, khó lắm, trừ khi là bết rượu. Còn bình thường nhé, một người chỉ gọi là thích uống rượu thôi, có một mình ở nhà nghe chừng mà uống được nó khó lắm, nó chỉ được uống được một chút thôi, cùng lắm thì nó rơi vào được tầm khoảng hơn đốt ngón tay một chút.
có nghĩa là cái cốc khoảng tốc cái cốc khoảng 250ml ấy, thì các bạn uống được tầm khoảng một đốt ngón tay, hơn đốt ngón tay một chút là cùng thôi. Uống một mình chỉ như vậy được, như vậy là cùng thôi. Còn uống với nhiều bạn, bạn nhậu đấy thì uống 5, 7, 10 người ấy, thì có lẽ là uống cả lít là chuyện bình thường, có đúng không ạ? Rồi, nghiêng người duỗi hai chân về trước. Buổi tập của ngày hôm nay kết thúc ở đây. Thì Kim Toàn tổng kết lại toàn bộ kiến thức trao đi của ngày hôm nay cùng các bạn nhé. Chúng ta có những cảm giác cơn đau sau, hay còn gọi là cảm giác cơn đau. Và cảm giác cơn đau thì có 3 cảm giác chính. Thứ nhất là cảm giác đau vào da thịt, cảm giác nó sẽ tên là ái ui. Cảm giác thứ hai là đau vào dây thần kinh, tác động vào dây thần kinh thì cảm giác sẽ là hốt hoảng và hoảng loạn. Cảm giác thứ ba là đau vào ổ khớp xương, nó sẽ là cài cài móc móc. Và bệnh gút là bệnh vua của các loại bệnh. Chính vì vậy mà các bạn có combo cả 3 cái cơn đau đó, vừa tức tức cài cài này, vừa đau hoảng hốt này, vừa đau ái ui. Cơn đau như vậy thì làm sao mà chịu đựng được, có đúng không? Làm sao mà không suy thận, làm sao mà không hỗn loạn hệ thần kinh thực vật, làm sao mà không yếu sinh lý, đúng không? Vậy thì chỉ cần chữa khỏi bệnh gút và cắt tất cả những cái thứ thức ăn mà nó tạo ra bệnh gút, tập luyện nghiêm túc cùng với Kim Toàn, đồng thời thay đổi cái thói quen làm sao tập trung nhậu nhẹt, thì tự động các bạn sẽ làm sao khỏi được bệnh gút và nâng cao cái chức năng sinh lý sinh sản của mình lên, và không bao giờ bị thoát vị nhé. Các bạn lưu ý nhé, không bao giờ thoát vị có cơ hội để hành hạ cơ thể của chúng ta. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video của ngày tiếp theo, ngày thứ 3 cùng với Kim Toàn nhé.